Trung Quốc thắng nhà đương kim vô địch ở giải U20 châu Á. Trung Quốc thắp lại hy vọng vào tứ kết U20 châu Á 2023 khi hạ đương kim vô địch Arab Saudi 2-0 tại lượt hai bảng D tối 6 tháng 3. Trung Quốc rất khát chiến thắng sau trận ra quân thua Nhật Bản 1-2. Nhưng thay vì dồn lên chơi đôi công, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Puche Vicente lùi sâu đội hình phòng ngự với số đông, dình cơ hội phản công. Hệ thống thủ nhiều tầng của họ hoạt động hiệu quả, bịt kín khu trung lộ khiến Arab Saudi không thể tổ chức các tình huống đánh vỗ mặt. Nhà đương kim vô địch phải chuyển sang tạt từ hai biên nhưng cũng không hiệu quả trước các hậu vệ cao to của đối thủ. Trung Quốc phòng ngự tốt nhưng phản công không hiệu quả ở hiệp 1. Do lùi quá sâu đội hình, khi cướp được bóng, họ phải mất quãng đường dài để tới khung thành đối phương và không có quân số đông, nên dễ dàng bị hóa giải. Sang hiệp 2, Arab Saudi chơi mạo hiểm hơn khi đẩy cao đội hình tấn công. Họ tạo ra được những cơ hội ăn bàn, nhưng cú sút xa của Suhail Anjay đưa bóng dội cột dọc ở phút 50, còn hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp của Moussaf Al-Zouayr và Abdullah Radid 10 phút sau đó lại bị thủ thành Li Hao cản phá. Mải mê tấn công, Arab Saudi để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ. Phút 65, trong pha chuyển trạng thái nhanh với hơn 3 cầu thủ tham gia tấn công, Trung Quốc đã mở tỷ số. Iferdin Icke thoát xuống bên cánh trái, tạt qua đầu hàng thủ đối phương để cầu thủ mới vào sân thay người ở hiệp 2, Mutaylifu Imankara băng vào chạm bóng ghi bàn. Sau bàn thua, Arab Saudi càng nôn nóng đẩy cao đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ. Nhờ thế, Trung Quốc thêm thuận lợi với lối đá phản công vì có quá nhiều khoảng trống. Phút 72, đại diện Đông Á cướp được bóng, có tình huống 3-2. Đội trưởng Iferdin Icke ngoặt vặn sườn Moham Andosari trước khi thả bóng cho Mutaylifu Imankara chuyển ngang để Subin dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-0. Trung Quốc cả trận chỉ cầm bóng 24,1%, dứt điểm 8 cú, bằng một nửa đối thủ nhưng có 2 bàn thắng. Chiến thắng này giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Trong loạt trận cuối bảng D ngày 9 tháng 3, Trung Quốc chỉ phải gặp đội đã bị loại sau 2 trận thua liên tiếp là Kyrgyzstan, trong khi Arab Saudi đụng độ đội đang có 6 điểm là Nhật Bản. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.